Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVN. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ở miền Bắc, một đợt không khí lạnh mới đang tiếp tục tràn xuống, làm cho Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác vài nơi. Tình trạng mây nhiều xuất hiện khiến cho nền nhiệt có xu hướng giảm đi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 21 đến 24 độ. Từ đêm nay, Bắc Bộ trời rắc trở lại, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao từ 10 đến 12 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài cho đến ngày 16 tháng 12 và sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống, làm cho nền nhiệt tiếp tục giảm sâu hơn. Không thua kém như miền Bắc, đến với thời tiết miền Trung, về chiều tối hôm nay cũng chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, kết hợp với trường gió đông trên cao, khiến cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định, nhiều nơi sẽ có mưa rào và có nơi có dông trở lại. Dù lượng mưa không lớn nhưng cũng làm cho nền nhiệt ở miền Trung giảm, với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế hạ xuống từ 23 đến 24 độ. Còn tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn 25 đến 29 độ. Từ đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay trời nắng ráo nhưng cường độ nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Về đêm và sáng sớm mai, trời rét nhẹ ở Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn xe lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ. Trên biển, từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc tiếp tục mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7 và cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngoài khơi xa khu vực Tây Thái Bình Dương đã xuất hiện một vùng áp thấp mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Khoảng tầm ngày 16 tháng 12, cơn bão này vượt qua đất liền Philippines, đi vào biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, với sức gió mạnh cấp 12 lên cấp 13, giật cấp 14, và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.